quay trở lại với channel của chúng ta và với thách thức của chúng ta. Cho Anna hỏi các bạn một câu là các bạn có cảm thấy bị mệt khi mà thực hiện thách thức này không? Sẽ có một số bạn cảm thấy rất là đơn giản, à hóa ra thay một bữa ăn bình thường bằng một bữa ăn đến từ rau củ quả và những thực phẩm tươi sống nó lại đơn giản như thế, nó lại dễ làm như thế. Nhưng mà cũng có một số bạn thì sẽ thấy rằng là mình cũng không còn đủ các cái lý do để mà thực hiện tiếp tục cái hành trình này nữa. Thì đương nhiên trong cái quá trình kiến tạo ra một thói quen mới, kiến tạo ra một sự thay đổi, bao giờ trên hành trình đó chúng ta cũng sẽ cảm thấy bị mệt mỏi, bị đuối, bị cảm thấy khó khăn, bị cảm thấy không còn mục tiêu, không còn động lực, rồi cảm thấy chưa hẳn là chúng ta đã thích tất cả những cái điều đó. Vậy thì tại sao? Tại sao lại như vậy? Anna cần phải nhắc các bạn một điều rằng là các bạn cần phải xem hết clip này, và bất kể lúc nào mà bạn cảm thấy rằng là mình lại trịch hướng thì bạn lại xem lại clip này. Và những gì mà Anna sắp nói tới đây thì nó cũng giống như là những gì mà bạn có thể áp dụng trong bất kể một cái mục tiêu nào khác. Thực ra cách chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm mọi việc. Khi mà bạn có thể theo đuổi một thách thức nào đó, bây giờ lấy ra một việc rất là nhỏ đúng không, thì chúng ta phải làm được một việc nhỏ đã, chúng ta mới đến là chúng ta làm những cái việc lớn hơn, to tát hơn, những mục tiêu lớn hơn. Đây là những thứ chỉ liên quan đến một mình bản thân mình thôi, liên quan đến một mình cái cơ thể này thôi, mà mình còn không làm được thì đừng bao giờ nghĩ rằng là bạn sẽ quản trị tốt cái mối quan hệ với một người khác, với một người chồng, với một người vợ, với cấp trên, với nhân viên, hay là với cha mẹ, với tất cả mọi người. Thế thì nó có một điều rằng là mục tiêu, ai cũng muốn đặt ra mục tiêu và ai cũng muốn đạt được mục tiêu. Nhưng mà thực sự thì mình không hiểu là làm cách nào mà một số người lại rất nhanh chóng đạt được mục tiêu và một số người thì không, bỏ cuộc giữa chừng. Tại sao ạ? Tại vì mục tiêu nó là một cái đích mà chúng ta cần phải đạt được. Cái thứ mà nuôi dưỡng cái mục tiêu đấy nó lại là hệ giá trị của chúng ta. Nó giống như thế này, bạn có một cái xe máy và bạn có một cái đích đến. Thì đương nhiên cái phương tiện là cái xe máy, tức là cái cơ thể này của chúng ta giống như cái xe máy. Cái đích đến thì giống nhau rồi. Nhưng để mà xe máy đi được thì nó phải cần có gì ạ? Nó phải cần có xăng đúng không ạ? Và xăng chính là cái nhiên liệu, xăng chính là cái động lực để cho cái xe tiến về mục tiêu. Vậy thì cái gì là cái nhiên liệu cho chúng ta? Đó chính là hệ giá trị của chúng ta. Bạn tôn trọng hệ giá trị nào? Tức là nếu bạn đặt ra một mục tiêu, giả sử bạn đặt được một cái mục tiêu là bạn muốn một tháng bạn phải kiếm được 1 tỷ đồng Việt Nam, nhưng cái hệ giá trị của bạn lại là một ngày bạn phải dành thời gian từ 5 giờ chiều bạn đã phải dành thời gian cho con và bạn phải đưa đón con đi học, và bạn cảm thấy như thế cái giá trị gia đình đó mới là giá trị bạn hướng đến. Thế thì cứ mỗi lúc mà bạn tiến một bước đến gần cái mục tiêu 1 tỷ thì bạn thừa biết mà cái thời gian mà dành cho con nó bị ít lại và nó làm cho bạn cảm thấy đau khổ. Chính vì cái điều này mà nó làm cho không đủ động lực để bạn tiến tới mục tiêu nữa, bởi vì cái hệ giá trị bạn theo đuổi nó khác với cái mục tiêu mà bạn đang muốn hướng đến. Cho nên bạn hãy tự hỏi lại bản thân mình, tại sao mình lại bắt đầu, tại sao mình lại tham gia thách thức này? À, cho vui à? Hay mình muốn thay đổi thực sự? Hay mình biết là những loại thực phẩm tươi sống sẽ cung cấp đầy đủ cho mình những dưỡng chất, giúp cho mình phòng chống bệnh tật, giúp cho mình phòng chống ung thư, giúp cho mình có một cơ thể khỏe mạnh và trẻ trung mà không cần phải dùng đến thuốc, không cần phải dùng đến những cái biện pháp xâm lấn bên ngoài. Vậy bạn cần phải hỏi mình lại câu hỏi, tại sao tôi đã bắt đầu và động lực nào cho tôi? Động lực nào cho tôi? Thực chất thì thay một bữa ăn thông thường, một bữa ăn chế biến thông thường bằng một bữa ăn tươi sống nó cực kỳ đơn giản. Tuy nhiên những cái ngày tháng bắt đầu luôn luôn là những cái ngày tháng khó khăn, chắc chắn là như thế rồi. Nhưng nếu chúng ta không hành động thì chẳng bao giờ chúng ta có một cái kết quả mới cả, đúng không? Một cái cách tiếp theo là khi mà bạn bị tụt mood và bạn cảm thấy rằng là tự nhiên mình không còn muốn làm cái gì nữa, thì bạn hãy tìm kiếm một cộng đồng. Thực ra Yobo có một cái cộng đồng là cộng đồng
những người đã sử dụng, những người đã là khách hàng của Yobo. Và trong cái thách thức 21 ngày này, chúng tôi tạo ra được một cái cộng đồng, đó là cộng đồng những người tham gia cái thách thức 21 ngày này. Và chắc chắn bạn sẽ tìm thấy được cộng đồng đấy thôi, nếu bạn chúng tôi sẽ gửi cái link cho bạn. Và bạn biết không, trong cộng đồng đấy bạn hoàn toàn có thể này, bạn quay video clip hàng ngày bạn ăn gì, bạn làm món ăn như thế nào, và bạn up lên trên đó. Sẽ có rất nhiều người khác cũng đang giống bạn, cũng đang tham gia cái thách thức này. Sẽ có những người như team tư vấn của Yobo, Anna sẽ luôn ở đấy và đồng hành cùng bạn. Như vậy thì bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Bạn hãy tìm kiếm một người bạn của bạn và hãy rủ họ tham gia cùng cái thách thức này. Bởi vì khi mà chúng ta có đồng đội bên cạnh á, bao giờ mọi thứ nó cũng đơn giản hơn. Mình muốn đi xa thì mình hãy đi cùng đồng đội của mình, đúng không ạ? Và bạn thấy đấy, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta hãy phải luôn 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 nhớ về cái lý do mà mình đã bắt đầu. Chúng ta sẽ có một cái điều mà người ta đã nghiên cứu rồi, là lúc mà bạn cảm thấy buồn chán, cảm thấy tụt mút, bạn hãy đứng trước một cái nông trại xanh tươi, hoặc là bạn hãy đi vào cái rạp sạp rau của siêu thị và bạn hãy đứng trước nó, bạn sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Hãy nhớ lại, hãy tìm kiếm những cái công thức mà bạn đã khiến cho bạn vui vẻ, những cái vị nào mà bạn muốn, bạn thích. Bạn đâu có cần phải mỗi ngày làm theo từng cái công thức mà chúng tôi đưa. Bạn có thể thích món nào, bạn có thể ăn lại món đấy. Miễn là như thế, miễn là bạn có thể thay được một bữa chế biến bằng rau củ quả. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Lúc nào bạn cảm thấy tụt mút, hãy xem lại video clip này nhé. Và nhớ, chúng ta cần đồng đội. Chúng tôi luôn ở đây bên cạnh bạn, và hãy tìm kiếm người bạn của bạn đi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.